Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung Đông nóng gian, Israel tung đòn tấn công kép trong vòng 24 giờ. Cuộc xung đột kéo dài 10 tháng giữa Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza từ lâu đã không còn mang tính cục bộ mà gây ra những cuộc leo thang quân sự nguy hiểm trên khắp Trung Đông. Giao tranh ác liệt ở biên giới Israel-Liban, các cuộc tấn công mà lực lượng Houthi thực hiện ở Biển Đỏ, các cuộc tấn công của dân quân thân Iran nhằm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria, đụng độ trực tiếp giữa Israel và Iran. Vào tuần trước, chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ, Israel nhận trách nhiệm vụ ám sát ông Fuad Shuk, một chỉ huy cấp cao của Hezbollah, trong cuộc tấn công vào vùng ngoại ô Beirut để trả đũa cho cuộc tấn công bằng tên lửa mà Israel cáo buộc do Hezbollah thực hiện ở cao nguyên Golan. Israel cũng bị cáo buộc thực hiện vụ ám sát ông Ismail Haniyeh, nhà lãnh đạo chính trị của Hamas tại Tehran. Cuộc đấm kép này khiến nhiều nhà quan sát lo sợ về nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh khu vực thảm khốc hơn. Tại sao Israel chọn leo thang theo cách mạo hiểm như vậy? Một điều chắc chắn là kiểu tấn công này đã có nhiều tiền lệ. Quốc gia này có một hồ sơ dài về ám sát các nhà lãnh đạo Palestine và đã loại bỏ hàng trăm điệp viên Hezbollah ở Liban và Syria. Israel cũng đã chứng minh khả năng tình báo vượt trội cho phép họ thâm nhập vào Iran. Dù các cuộc leo thang trước đây không dẫn đến chiến tranh khu vực, nhưng việc hạ nhiệt và kiềm chế không bao giờ được đảm bảo. Bất kỳ tính toán logic nào đều có thể đột ngột vượt khỏi tầm kiểm soát bởi các sự kiện trên thực địa, dẫn đến tính toán sai lầm hoặc thậm chí là quyết định chiến lược có toan tính để kích động xung đột rộng lớn hơn. Nhịp độ và bản chất của các hành động mới nhất của Israel làm tăng đáng kể nguy cơ leo thang xung đột ở Trung Đông. Các nhà lãnh đạo Israel chắc chắn hiểu rằng những vụ ám sát liên tiếp vừa qua sẽ khiến Iran và các lực lượng thân thiết của họ trả đũa. Những tường thuật về vụ ám sát tuần trước trên truyền thông phương Tây có vẻ nhấn mạnh khả năng của Israel trong việc được thực hiện tấn công quân sự và công nghệ tinh vi ở sâu trong lãnh thổ Iran. Sau vụ tấn công bẽ bàng ngày 7 tháng 10 năm ngoái, những mô tả vừa qua có thể gây ấn tượng rằng quân đội Israel vẫn là bất khả chiến bại. Tuy nhiên, bài viết đăng trên Foreign Affairs cho rằng cách giải thích này không đúng với thực tế khó khăn mà Israel phải đối mặt. Israel có thể đang đẩy giới hạn hành động của họ lên cao, không phải vì họ mạnh mà ngược lại. Về cơ bản, Israel dường như đang thiếu phép tính chiến lược dài hạn trong các quyết định của họ. Cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas đã giáng một đòn tàn khốc vào thế trận phòng thủ của Israel. Bây giờ, Israel sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn và chịu cái giá lớn hơn để giành lợi thế chiến thuật trong nỗ lực điên cuồng nhằm khôi phục khả năng răn đe, bài viết nhận định. Để hiểu được những tính toán hiện tại của Israel, điều quan trọng là phải đánh giá được tâm lý của đất nước này đã thay đổi như thế nào kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trước khi hứng cuộc tấn công của Hamas, sự tự tin của Israel lên đến đỉnh điểm. Israel trước đó tin rằng sẽ được các quốc gia Ả Rập chấp nhận dù không giải quyết được cuộc xung đột với người Palestine và rằng họ có thể tấn công Iran hay các lực lượng đồng minh mà hầu như không phải chịu hậu quả hoặc đánh mất sự hậu thuẫn của Mỹ. Sau đó, chỉ sau một đêm, sự tự tin đó đã chuyển thành cảm giác dễ bị tổn thương sâu sắc. Cuộc tấn công của Hamas phá vỡ những giả định cơ bản nhất của người Israel, ưu thế về quân sự và công nghệ của họ có thể ngăn chặn kẻ thù, rằng họ có thể sống an toàn sau những bức tường và biên giới kiên cố, và rằng họ có thể thịnh vượng về kinh tế mà không cần phải đạt được những bước tiến lớn hướng tới hòa bình với người Palestine. Bây giờ, nhiều người trong cơ quan an ninh đang nhận ra rằng Israel không mạnh đến vậy, một cựu quan chức an ninh quốc gia nước này cho biết. Nhiều người Israel học hoặc làm việc trong lĩnh vực an ninh quốc gia rất tức giận với chính phủ của họ vì những thất bại lớn về an ninh trong vụ 7 tháng 10. Họ cũng tức giận khi những nhà lãnh đạo không bảo vệ được đất nước vẫn chưa phải chịu trách nhiệm. Sự ngờ vực đối với chính phủ đang lan rộng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt khi ông phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào tháng 7 vừa qua. Nhưng Cố vấn An ninh Quốc gia Tzachi Hanegbi hầu như không thể nói được một lời khi ông phát biểu tại Hội nghị An ninh của Israel ở Hezila vài tuần trước đó. Nhiều người tham dự đã la ó và cáo buộc chính phủ thất bại và bỏ mặc những con tin vẫn đang mòn mỏi ở dải Gaza. Ngay cả ở Israel, cũng có nhiều ý kiến cho rằng ông Netanyahu đang kéo dài cuộc chiến vì sinh mệnh chính trị của chính mình. Các nhà phân tích tỉnh táo của Israel bày tỏ cảm giác rằng mối đe dọa hiện nay khác với bất kỳ mối đe dọa nào họ từng cảm thấy kể từ khi lập quốc năm 1948. Một cựu quan chức cấp cao Israel cho biết nước này đã không chú ý đến bài học của Thủ tướng sáng lập David Ben-Gurion.
Ông Ben-Gurion khuyên rằng cách tốt nhất để bù đắp cho sự yếu kém là tăng cường gắn kết xã hội, làm sâu sắc thêm các mối quan hệ ngoại giao và theo đuổi hòa bình. Israel hiện nay có vẻ đang đi theo hướng ngược lại trên mọi khía cạnh. Iran toan tính về đòn trả đũa không báo trước với Israel, khu vực Trung Đông nóng gian. Theo giới quan sát, khả năng Iran trả đũa Israel sau vụ lãnh đạo Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát hôm 31 tháng 7, chắc chắn xảy ra. Câu hỏi là Iran sẽ chọn kịch bản nào với Israel? Vụ lãnh đạo Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát tiếp tục làm nóng lên tình hình an ninh Trung Đông. Iran và các đồng minh trục kháng chiến đang cân nhắc phương án trả đũa Israel. Ngày 3 tháng 8, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, công bố một số chi tiết liên quan đến cuộc điều tra về vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát, rằng ông này bị giết bằng một quả bom tầm ngắn, theo hãng thông tấn IRNA. Theo IRGC, quả đạn giết chết ông Haniyeh có đầu đạn nặng khoảng 7kg, gây ra một vụ nổ mạnh và được bắn từ bên ngoài vào nhà khách nơi ông lưu trú tại thủ đô Tehran, Iran. Cuộc tấn công khủng bố này được chế độ Do Thái Israel lên kế hoạch và thực hiện, được chính phủ Mỹ hỗ trợ, theo tuyên bố của IRGC. Tuyên bố cũng cảnh báo rằng việc lãnh đạo Hamas bị ám sát sẽ dẫn tới đòn trả đũa quyết liệt diễn ra vào thời điểm, địa điểm và cách thức thích hợp. Tuyên bố của IRGC khác với các báo cáo trước đó từ truyền thông phương Tây rằng lãnh đạo Hamas bị giết do một quả bom được lén đưa vào tòa nhà từ 2 tháng trước. Tờ The New York Times ngày 1 tháng 8 dẫn lời 7 quan chức thạo tin rằng bom đã được tuồn vào nhà khách Nesat và được đặt vào chính xác căn phòng nơi lãnh đạo Hamas lưu trú khi đến Iran trước khi chúng phát nổ và đoạt mạng ông Haniyeh hôm 31 tháng 7 tại thủ đô Tehran. Nhà khách này nằm trong một khu phức hợp cao cấp do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran điều hành và bảo vệ. Cũng trong ngày 3 tháng 8, hai nguồn tin Iran của tờ The New York Times cho biết Tehran đã bắt hơn 20 người, bao gồm sĩ quan tình báo cấp cao, sĩ quan quân đội và nhân viên tại nhà khách để điều tra vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát tại đây. Theo hai quan chức Iran đề nghị được giấu tên này, đơn vị tình báo chuyên trách về gián điệp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đang tiến hành điều tra và đang truy lùng những nghi phạm mà cơ quan này cho là sẽ tìm ra manh mối của những ai đã lên kế hoạch hỗ trợ và thực hiện vụ ám sát lãnh đạo Hamas. Thông tin về vụ bắt giữ diện rộng này được đưa ra sau khi IRGC ra tuyên bố rằng quy mô và chi tiết của vụ việc đang được điều tra và sẽ được công bố kịp thời. Hiện IRGC vẫn chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về vụ bắt giữ cũng như điều tra về vụ nổ, bao gồm nguyên nhân. Iran sẽ chọn kịch bản đáp trả nào? Giới phân tích cho rằng Iran và các nhóm đồng minh của Tehran chắc chắn sẽ đáp trả Iran để tìm cách khôi phục khả năng răn đe đối với Israel mà không gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Tuy nhiên, ranh giới của những toan tính sai lầm là rất mong manh. Theo hãng tin AI Jazeera, một trong những chủ đề tranh luận tại Iran hiện nay là nước này cần phải thể hiện phản ứng cứng rắn và thể hiện sự sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến tranh. Các nhà lãnh đạo Iran nghĩ rằng nếu họ không làm như vậy thì Israel sẽ không dừng lại và sau một thời gian, các quan chức Iran có thể sẽ bị Israel nhắm mục tiêu công khai ngay tại bên trong quốc gia của họ. Ông Hamid Reza Azizi, chuyên gia về Iran và là thành viên không thường trú của Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu tại Doha, thủ đô Qatar, cho biết. Ông Nicholas Blanford, chuyên gia về Hezbollah tại Hội đồng Đại Tây Dương Mỹ, nhận định rằng chiến lược tổng thể sắp tới của Iran sẽ không phải là một cuộc tấn công hiệp đồng cùng với trục kháng chiến. Cơ bản là do Hezbollah không muốn leo thang vấn đề này thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Do đó, đòn trả đũa sắp tới có thể sẽ diễn ra theo hướng riêng lẻ, bắt đầu bằng một đòn trực diện từ Iran và sau đó là cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang khác nhằm vào Israel. Tôi nghĩ họ sẽ nhắm tới một mục tiêu quân sự cấp cao, ông Blanford nhận định. Phương án trả đũa sắp tới Iran sẽ tung ra đối với Israel sẽ còn phụ thuộc vào ý chí của lực lượng Hezbollah, trong đó cân nhắc liệu rằng có phối hợp với Tehran tấn công hiệp đồng cho IV hay không. Theo AI Jazeera,
Tuy vậy, khả năng Hezbollah tham gia tấn công hiệp đồng cùng Iran không phải là không thể xảy ra. Ông Mohanad Hangid Ali, một chuyên gia về Lebanon và là thành viên cấp cao của Trung tâm Trung Đông Carnegie ở Beirut, lưu ý rằng Hezbollah đã tuyên bố sẽ trả đũa Israel vì đã giết chỉ huy quân sự Forsop của nhóm này hôm 30 tháng 7. Do đó, có lý do để dự đoán rằng Hezbollah sẽ phối hợp với Tehran tấn công theo AV. Giới phân tích cảnh báo rằng một cuộc tấn công quy mô lớn từ Iran và trục kháng chiến có nguy cơ sẽ gây thương vong cho cả quân nhân hoặc dân thường Israel, từ đó làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột lớn trong khu vực. Đài CNN dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho rằng đòn trả đũa lần này của Iran có thể sẽ tương tự như lần phóng loạt tên lửa đạn đạo và triển khai máy bay không người lái vào Israel vào ngày 13 tháng 4 liên quan đến vụ Đại sứ quán Iran bị tập kích, giết chết tướng chỉ huy hàng đầu của lực lượng tinh nhuệ Tehran, song quy mô có thể lớn hơn và phức tạp hơn trước, bao gồm khả năng Iran cùng các lực lượng ủy nhiệm tấn công Israel từ nhiều hướng. Chuyên gia Azizi nói, Iran sẽ không báo trước về đòn trả đũa như đã làm hồi vụ Đại sứ quán Iran bị tập kích. Theo ông Azizi, Iran coi vụ tấn công Đại sứ quán là một tính toán sai lầm của Israel, nhưng lại coi vụ ám sát lãnh đạo Hamas là một hành động khiêu khích trực tiếp từ phía Tel Aviv. Dựa trên những gì tôi thấy, lần này Iran có thể không thực sự đưa ra cảnh báo trước chính xác cho Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực về đòn trả đũa Israel. Iran coi hành động kiểu này không có tác dụng ngăn chặn Israel, ông Azizi nói. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.